Lần này toàn bộ bầu trời đều đã biến thành màu tím sậm, lôi kiếp cực kỳ kinh khủng đem toàn bộ tổ đình bao trùm, uy năng ngập trời ngang nhiên rơi xuống. Các vị hoàng giả cảm thụ được cái áp lực cực lớn kia, trong mắt thần sắc ít nhiều đều có một chút biến hóa. Cái lôi kiếp này tuyệt đối là bọn hắn cuộc đời ít thấy nhất, Mặc dù bởi vì lừa kiếp bản thân không phải nhắm vào bọn họ đấy, bọn hắn tùy thời đều có thể rút đi. Nhưng mà tổ đình chính là bao nhiêu thay mặt hoàng xà tâm huyết kết tinh, lại thêm là cả yêu quái tộc cùng với tinh quái tổng ở chỗ hướng. Là chân chính tổ tiên tri địa, nơi này nếu như bị hủy, vậy liên thật sự sao động hai tổ tộc thống trị căn cơ rồi. Vậy cho nên, vô luận như thế nào bọn hắn đều nhất định muốn đem nơi này bảo vệ giống một tiếng liệt thiên đại yêu hoàng lúc trước không có xuất thủ bỗng nhiên bạo hùng một tiếng vốn là cường tráng thân thể bỗng nhiên tăng vọt trói mắt kim quang từ trên người của nó tiến phát ra, cơ hồ là trong giây lát liền đã giống như nối liền đất trời biến thành một đấu thân cao vượt qua 500 m toàn thân cũng tản mắt ra trói mắt kim quang kinh khủng cự thú hai thí mở rộng ra đến ra đến vài trăm mét lợi hại đưa mở ra ngang nhiên hướng về không trung chụp tới toàn bộ bên trên bầu trời trong lúc nhất thời đến một nói không san thật lớn vết nứt tràn ra giống như là thật sự xé rách bầu trời lôi kiêm phạm vi lớn cắn nuốt từ trên trời giáng xuống một màn này cho dù là tại các vị ở trong mắt hoàng xã nhìn qua cũng cực kỳ sung động làm có thể cùng với long vượng tranh nhò phát sáng bỉ mùng cự thú liệt thiên đại yêu hoàng lúc này cho thấy cường hãn lực lượng ngay cả xếp hàng tại trong lúc trước hắn các hoàng xã cũng không khỏi trong lòng chấn kinh một đạo trái mắt hàng máng ở trên người của liệt thiên đại yêu hoàng sáng lên đó là một thanh kiếm một thanh trường kiếm đen như mực trường kiếm phóng lên tận trời trong nháy mắt liên phẳng phật đã đâm thủng bầu trời tại thiên kiếp ở phía trên quả thực là đâm ra một chỗ trống rỗng, để cho ánh nắng một lần nữa vấy xuống ánh mặt trời chiếu sáng tại trên lưỡi kiếm nhất thời làm cho cái trường kiếm nguyên bản đen như mực kia chiếu sáng rực rỡ mà xung quanh tất cả lôi đình cũng đều hướng về cái kia trên trường kiếm ngưng tụ đi qua giống như là tìm được kim thu lôi trường kiếm lắc lư đem dẫn tới lôi sấm cùng với liệt thiên đại yêu hoàng xé rách đi sao vết nứt không sàn trùng điệp đem tất cả oanh kích xuống lôi đình tất cả đều dẫn vào bên trong cái này cái khe chính là trùng tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng cái kia phần ngập trời kiếm ý phối hợp với liệt thiên đại yêu hoàng cái kia vô cùng khí tức hùng hãn trong phút chốc hắn là dấu nhiều phảng phất cả thiên không bên trong lùi kiếp cũng áp chế ở đây cũng không chỉ là nhóm đại yêu hoàng, cũng có thiên tinh hoàng. Lúc này các vị tinh quái bên trong hoàng sàng nhìn xem một màn này cũng không khỏi lông mày cau lại. Tuy nói yêu tinh một thế, nhưng yêu quái tộc cùng với tinh quái tộc ở giữa vẫn luôn luôn có quan hệ cạnh tranh. Tinh quái tổng cũng vẫn luôn luôn bị yêu quái tổng chỗ áp chế. Âm thấm tinh quái tổng cũng vẫn luôn luôn đang cố gắng, thử nghiệm làm sao có thể một lần nữa tìm về ưu thế. Nhưng đối với hai đại chủng tộc mà nói, so sánh đỉnh cấp chiến lược mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Yêu quái tộc bên này có một chỗ có phụ người đỉnh phong thủy tinh đại yêu hoàng, với lại hoàng xả số lương càng là có 9 vị. Vốn phải là tình quái tộc nhiều chỗ vị trí thứ 8 hoàng xả đấy, cuối cùng lại là yêu quái tộc nhiều hơn thủy tinh đại yêu hoàng. Chuyện này lúc trước vẫn còn ở đó hai tộc bên trong náo động lên mâu thuẫn không nhỏ. Thế nhưng mà giờ này khắc này, mắt thấy từng vị yêu quái tông thực lực của hoàng gia hiện ra, nhưng lại không thể nào không để cho ở trong tình quái tông các vị nội tâm thiên tinh hoàng nghiêm nghĩ. Kiếm thánh đại yêu hoàng thế nhiều trước xếp hạng nhất dựa vào sau đại yêu hoàng một trong, lúc này chỗ cho thấy lực lượng, vậy mà không hề yếu, thực lực rõ ràng so với bọn hắn hiểu rõ phải mạnh hơn rất nhiều liệt thiên đại yêu hoàng cũng không cần nói hắn trong chớp nhoáng này bộc phát ra liệt thiên khả năng so với bất tử đại yêu hoàng cũng không kém là bao nhiêu thực lực của mấy vị đại yêu hoàng này quả thực là khá kinh khủng Lôi Kiêm lại một lần nữa bị ngăn trở, một bên khác, Thiên Hồ Đại yêu hoàng cũng là một lần nữa trở lại tổ đình trong nghị hội, cùng với hắn cùng trở về, còn có Bạch Khổ Đại yêu hoàng. Ở thời điểm này, Bạch Khổ Đại yêu hoàng có thể không lo được kiên kỵ cái gì. Thiên Hồ lúc trước vốn chính là nhắm vào Mỹ công tử đấy, lúc này muốn là gây bất lợi cho nàng làm sao bây giờ? Có chính mình giám sát vậy dĩ nhiên là không sợ. Tô đình nghị hội bên trong ánh sáng rực rỡ màng vẫn không ngừng là đánh thẳng vào thân thể mềm mại của mỹ công tử nhưng bởi vì không có các vị hoàng giả tọa trấn muốn so với trước nhu hòa rất nhiều mỹ công tử đôi mi thành tú nhíu chặt không ngừng thừa nhận cỗ này lực lượng của tù đình tế lễ nàng lúc này còn có thể duy trì ổn định Thiên hồ đại yêu hoàng một lần nữa trở lại trong nghị hội, trải qua lúc trước vô năng cuồng độ về sau, hắn lúc này cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn xem cái kia kiếp vần nhận trùng kích Mỹ công tử, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác quái dị, đó là một loại xúc động đem trước mắt cô bé này hủy đi xúc động. Đó chính là một loại trực giác, một loại theo bản năng trực giác, giống như chỉ có hủy đi cô bé này mới có thể giải quyết hết thấy đối với một vị hoàng xả mà nói, cho dù là chỉ có trực giác, tại nhiều khi cũng đã đủ rồi. nhưng mà so với thời điểm tại tâm của thiên hồ đại yêu hoàng còn có một loại trực giác khác, đó chính là nếu như cò bé này chết rồi, như vậy mang đến tai nạn đem sẽ vô cùng đáng sợ. trực giác của hắn ở trong cái này giống như là một vùng tắm tối, tràn đầy tĩnh mịch hắc ám. đình chỉ tại lễ sao đã đủ lâu, âm thanh của bạch hổ đại yêu hoàng tại lúc này vang lên, đem thiên hồ đại yêu hoàng từ do dự bất định trong thức tính. Thiên hồ đại yêu Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên trầm giọng nói, lôi kia phải chăng cũng người có liên quan. Trong mắt của bạch hồ đại yêu hoàng trong nháy mắt đó sát cờ nghiêm nghị, cùng ta có liên quan, ngươi vừa mới cảm nhận được cái gì, thế nhưng khí thức của tộc ta sao, Nghe anh hỏi lên như vậy, thiên hồ đại yêu hoàng lập tức nhíu nhíu mày nhưng cũng cùng lúc lắc đầu. Đúng vậy, lúc trước hắn mặc dù thông qua thần thức cảm ứng được một có hai đại siêu cấm huyết mạch khí tức biến hóa, nhưng ở trong lúc này, có âm dương, có kỳ quỷ, có ngang ngược, có không gian biến hóa, thậm chí là có vận mệnh chuyển đối, nhưng không có bạch khổ đại yêu hoàng sát cơ, cho nên hắn mặc dù không cách nào khẳng định đến tốt cùng là vị hoàng giả nào làm đấy, nhưng hắn là nhất định là không có quan hệ gì với bạch khẩu đại yêu hoàng, bởi vì ở đằng kia trong nhiều tầng hơi thở không có hắn loại này. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tức giận nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vùng tay lên, phía dưới thải sắc lưu quang dần dần thu liễm. Nhưng mặc dù thế, trên người của Mỹ Công Tử như cũ là thải sắc phần sáng lượn lờ. Tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, Mỹ Công Tử hấp thu năng lượng thật sự là nhiều lắm, cũng cực kỳ hỗn tạp. Thiên hồ đại yêu hoàng người nhẹ nhàng rơi xuống, đi tới bên cạnh Mỹ Công Tử. Bạch hồ đại yêu hoàng theo sát phía sau đi tới bên cạnh hắn. Khoảng cách gần giám thị, Thiên hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói, nàng nhân tổ đình tại lễ đã hấp thu không ít năng lượng, nhưng năng lượng hỗ tạp chân chính cũng tự thân hòa là một thể cần thời gian, nhưng tổ đình đợi không được rồi. Bạch khổ đại yêu hoàng ngươi có thể thay nàng đáp ứng một cái hứa hẹn. Tâm của bạch khổ đại yêu hoàng khẽ đóng, hắn hiểu được, đây là thiên hồ đại yêu hoàng phải nhượng bộ ý tứ. Nói một cách khác, hắn có khả năng đồng ý Mỹ công tử báo cáo công tác thành công trở thành gia lý thành chi chú. Ngươi nói, Hắn không có chất vấn mà là trực tiếp hỏi. Thiên hồ đại yêu hoàng nói, nếu như nàng trở thành gia lý thành chi chủ, như vậy tương lai nàng bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức đối địch với tổ đình. Muốn tuân theo mệnh lệnh của tổ đình, tuân theo tổ đình điều khiến, nếu không, ngươi cẩn thận là tự xuất thủ, đưa nàng hủy diệt cho dù là nàng tương lai thành tiệu hoàng xã cũng là như thế. Bạch hồ đại yêu hoàng hai mắt nhắm lại, cũng không biết ngươi là đang lo lắng cái gì. Không sai trên người của nàng là nhân loại huyết mạch, nhưng ngươi cũng đừng quên ở trên người của nàng cũng đồng dạng có khổng thước yêu tộc cùng với huyết mạch của ta, không nồng đậm hơn so với huyết mạch nhân loại sao? Với lại làm ra lý thành chi chủ làm khổng thước yêu tộc tộc trưởng, đối với nàng mà nói mang đến vinh quang lớn đến bao nhiêu, nhân loại nàng nhiều lắm thì muốn phải che chở điểm, đừng làm cho nhân loại rất thảm mà thôi. Trong mắt của thiên hồ đại yêu hoàng hàn quang lấp lóe, ngươi có đáp ứng hay không? Còn có. Về sau nếu như người theo giúp ta đi một chuyến ra Lý Thành. Ra Lý Thành bên kia khu định cư của nhân loại không hề tồn tại. Trong mắt bạch hổ đại yêu hoàng sát cơ phun trào, ngươi là muốn đẻ nàng đoạn tuyệt với ta sao? Bên trên một thiên trở về danh sách tiếp theo. Ánh mắt của thiên hổ đại yêu hoàng lại là không nhướng chút nào. Vì hoàng xả này bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu gì, lúc này lại là khí thế tăng phót. Cái kia cường ngạnh khí tràng, thậm chí ngay cả bạch hổ đại yêu hoàng khí thế cũng bị áp chế xuống. <laughs> Bạch Hổ người cũng đã biết, vì sao ta đối với nàng báo cáo công tác muốn càng trở đi, ta mặc dù không cách nào thăm dò thiên cơ, nhưng ta khống chế vận mệnh, vận mệnh của nàng không sống bình thường, thậm chí có thể nó là hoàn toàn khác biệt. Ở trên người của nàng ta thấy được vận rủi không phải nàng tự thân vẫn dối mà là mang cho yêu tình đại lục vẫn rối. Phần này vẫn rủi tồn tại cũng không rõ, giống như có thể mạnh mẽ có thể yếu, nhưng vận mệnh của nàng như vậy lại là ta cuộc đời ít thấy. Bởi vì điều này phần vận rủi mặc dù khả năng vô cùng bé, nhưng cũng có thể là lớn vô cùng. Từ nội tâm tà góc độ mà nói, nàng chẳng những không thể nào báo cáo công tác thành công, Càng là nhất định phải chết, đem tất cả không thể xác định cơ giết tại trong trứng nước. Nhưng mà ta lại dự cảm đến, nếu như vận mệnh của nàng kết thúc lại có khả năng mang cho yêu tình đại lục tài lạn càng lớn, cho nên ta mới sẽ có thể như vậy do dữ. Còn có người tuyệt đối không nên nhận vì nhân loại nhỏ yếu như vậy, lại có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu uy hiếp nhân loại tại phương diện trí khôn là chỗ là chủng tộc trì quan dưới tình huống làm nô lệ tự thân trí tuệ đều có thể dần dần được mở ra đồng thời dần dần đã có đường thế lực nhất định thậm chí có yêu phường cấp bậc tồn tại đây chính là uy hiếp ách giết nhân loại là chúng ta nhất định phải làm đấy vì tổ đính, vì chủng tộc, hai cái điều kiện này nếu như người không đáp ứng, coi như nàng qua trước mắt cửa này, tương lai ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa nàng hủy đi đấy. Coi như không cần mệnh của nàng, cũng muốn chân vùi tương lai của nàng, người biết ta là làm được đấy. Nhìn xem trong mắt của thiên hồ đại yêu hoàng âm chầm, nghe hắn lông mày của bạch hồ đại yêu hoàng nhíu chặt sát cơ lại là dần dần tản đi. Nhân loại thật sự có phiền toái như vậy? Thiên hồ đại yêu hoàng hai mắt nhắm lại, rất có thể so với trong tưởng tượng của người sẽ phiền toái hơn. Bạch hồ đại yêu hoàng lạnh lùng nói, nhân loại bất quá sâu kiến mà thôi, đáp ứng người lại có làm sao, nhưng mà người cũng phải bảo đảm tương lai sẽ không lại nhắm vào nàng. Có thể, ngay hẳn đáp ứng sắc mặt của Thiên hồ đại yêu hoàng buông lỏng. Ở trong tủ đình chân chính có lý do ủng hộ vô điều kiện Mỹ công tử cũng chỉ có bạch khổ đại yêu hoàng cùng với tinh phượng đại yêu hoàng, mà đã có hôm nay hai cái điều kiện này trái buộc. Như vậy, Mỹ công tử có khả năng mang đến uy hiếp liền muốn nhỏ hơn nhiều. Thiên phú của nàng cho dù tốt, muốn chân chính trở thành hoàng xá, cái kia cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Huống chi có thể thành hay không còn rất khó nói đấy. Dù sao hiện tại Pháp làm tình cũng không còn chỗ trống Thiên phú cho dù tốt, không có hoàng xã vẫn lạc, nàng muốn cưỡng ép trở thành hoàng xã cũng cơ hồ là chuyện không thể nào hay sau hoàng cái kia uy hiếp vốn là cũng liền có hạn Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tâm tính thì là một loại khác, chỉ cần ngoại tôn nữ của mình trở thành gia lý thành chế chú, lại thêm khống chế khổng tức yêu tộc, coi như bên ngoài cùng với mình không có quan hệ gì lại có thể nào. Nhân loại bất quá sâu kiến, chỉ cần nữ nhi của mình cùng với ngoại tôn nữ không có việc gì, quản nó hồng thủy ngập trời. Ngoại tôn nữ đã là khổng tức yêu tộc tộc trưởng, vốn là cùng với hắn là cùng nhân loại phân rõ giới hạn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, việc này không nên chậm chế, ta xuất hiện đang giúp nàng thành tiểu Đại Yêu Vương, để nàng về sau giúp chúng ta khóa chặt không gian kia vị diễn. khi thật hắn xuất hiện ở trong nội tâm là vô cùng lo lắng, nếu không vô luận là điều kiện gì hắn cũng sẽ không dễ dàng nhà ra để cho Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Mỹ công tử uy hiếp như vậy, bóp chết vẫn là tốt nhất, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Việc quan hệ thiên hồ thánh sơn, quan hệ đến thiên hồ tộc vô số nằm ngừng tụ đến khí vận, còn có chấn áp vận rủi. Nếu như bên này xuất hiện vấn đề, vậy liền dao động thiên hồ tộc căn cơ. Bản thân thiên hồ tộc không am hiểu tại chiến đấu, dựa vào chính là đối với vận mệnh khống chế. Nếu như ngưng tụ may mắn một khi bị phá hư, đứng mũi chịu sao liền sẽ phải gánh chịu phản vệ cực kỳ kinh khủng. Đây chính là nhắm vào toàn bộ thiên hồ tộc đấy. Có diệt tộc phong hiếm tại dạng này nguy hiểm to lớn trước mặt, hắn chỗ nào còn nhớ được Mỹ công tử điểm ấy phong hiếm Nghe thiên hồ đại yêu hoàng, bách khổ đại yêu hoàng không khỏi mắt hổ sáng lên. Đừng nhìn thiên hồ tổng chiến đấu không được, nhưng muốn nói phụ chó đây tuyệt đối là toàn bộ bên trên yêu tình đại lục số một tồn tại. Tay phải thiên hồ đại yêu hoàng nâng lên, hướng về phía vị trí của Mỹ công tử lăng không ấn xuống, lập tức nhu hòa màu trắng vầng sáng bao trùm hướng Mỹ công tử thân thể mềm mại. Từng đầu to lớn trắng nón đuôi cáo cũng theo đó tuôn ra, quấn quanh hướng về thân thể của Mỹ công tử, giống như là một kiện đuôi cáo áo khoác, đưa nàng chen trúc ở trong đó. Lập tức thì trên người của Mỹ công tử màu sắc quang mang bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị, nguyên bản hỗn tạp thải sắc bắt đầu phân loại tách ra tới, trong hắn thải sắc nhanh chóng rút đi, chỉ có thần túy vầng sáng lưu chuyển, hóa thành bạch sắc quang mang không ngừng tràn vào Mỹ công tử thân thể mềm mại bên trong. Bạch khổ đại yêu hoàng nhìn ra được, đây là đi qua loại bỏ về sau thần túy nhất năng lượng, lại thêm kiểu vĩ chúc phúc, đây là đem thiên hồ đại yêu hoàng tự thần khí vận ngắn ngồi cấp cho Mỹ công tử sử dụng, đây chính là lực lượng bản nguyên của thiên hồ đại yêu hoàng ngay cả bạch hổ đại yêu hoàng thế cảnh này cũng không khỏi có một chút hâm mộ nảy sinh ra cháu gái của mình rồi cái này nếu như là dùng trên người của mình chỉ sợ lực lượng của mình nếu có thể tăng lên mấy phần đi đương nhiên đối với thiên hổ đại yêu hoàng tiêu hao trình độ cũng là khác biệt đến với vườn hòa địa ngục lúc này cảm nhận được phía ngoài đợt thứ ba lô đình đã bị quét dọn sạch sẽ đường tam cũng không nhịn được trong lòng âm thầm tán thưởng những hoàng giả này là thật sự cường đại đối mặt với kiểu thiên thập địa đại pháo diệt yêu thần kiếp khủng bố như thế bọn hắn cứ như vậy đón đánh với lại như thế thông thuận liền là có thể giải trừ đáng tiếc bọn hắn không biết là bởi vì không có chân chính khóa chặt chính mình cái này mục tiêu cho nên kiểu thiên thập địa đại pháo diệt yêu thần kiếp cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thậm chí cũng còn không phải

Giờ này khắc này, trong cơ thể của đường tam bạo động huyết mạch trì lược đang dần dần bình ổn lại. Âm dương nhị khí lúc này từ nguyên bản màu đỏ cùng màu xanh, đang tại hóa thành trắng hay đen. Trắng hay đen song sắc trào lên, giống như là âm dương ngư, trầm tĩnh khóa trần tại bên trên ở huyết mạch lạc ấn của đường tam. Mà cái lạc ấn này đã bá đạo vô cùng chiếm cứu trung tâm. Đúng vậy không còn là xếp hạng lần lượt, mà là trực tiếp đem tất cả lạc ấn tất cả đều gạt mở ra ngoài vậy. Chính mình tọa chấn tại chính giữa đan điền. Một đám trong suốt sáng long lanh làm ngân thảo tại trong hắc bạch âm dương ngưu đại bối cảnh, hào quang lấp lóe để cho đường tam thậm chí có một chút hoảng hốt cảm giác được chính mình phẳng phất về tới kiếp trước. Về tới kiếp trước, cái kia võ hồn làm ngân thảo vừa rồi thức tỉnh thời khắc. Cái siêu cơm huyết mạch này, giúp cuộc muốn ngưng tụ thành hình, thiên địa sơ khai âm dương sinh lúc này âm dương nhị khí dần dần bình ổn, nhưng cũng là thầm cằn cố đế, để cho đường tam không ngừng cảm ngộ được cùng với hấp thù thiên địa sơ khai một màn kia hỗn độn chi khí. Một cái vị diễn thành hình đều cũng có quá trình, nhưng ở thành hình mới bắt đầu đều cần hấp thu một vũ trụ bản nguyên to lớn. Từ đó lấy bản nguyên vũ trụ làm cơ sở, điều hòa vị diễn. Cái lực lượng bản nguyên vũ trụ này cũng chính là thiên địa sơ khai thời điểm hỗn độn trí khí. Khi đường tam cái này siêu cấp huyết mạch thành hình thời điểm, vì hắn dẫn tới, chính là chỗ này một cái hỗn độn chi khí. Trong nháy mắt kia đối với thân thể tầm bố, cơ hồ là trong chốc lát liền phụ trò hắn đem trong cơ thể kiểu đại huyết mạch lạc ấn tất cả đều tăng lên tới kiểu Kiều Sa Đình phòng trạng thái, càng là tỷ lệ lấy thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Kiều Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp vì sao lại đến, cũng là bởi vì đường tam mang đến uy hiếp quá lớn, uy hiếp đến vị diện tồn tại. Cái này một cái hỗn độn chi khí, chính là vị diện bản nguyên, bị hắn hút đối với hắn đương nhiên là đại bố, chết đẻ đã thông hắn kiếp trước kiếp này tiềm năng kết nối, nhưng đối với vị diện mà nói lại là một loại tiêu hào. Huống chi hắn còn là đến từ là một vị diện khác tồn tại, thanh thân về sau còn muốn áp chế cũng trở lên trên cực kỳ khó khăn. Thế nhưng kiểu thiên thập đại, diệt phá diệt yêu thần kiếp như bây giờ cũng chỉ có thể là vô năng cuồng nộ tại các vị hoàng xã ngăn cản lại, tại thời không chỉ tháp ngăn cản dưới, căn bản là không có cách nào khóa chặt đường tam, chỉ có thể trợ mắt nhìn hắn đem cái kia hỗn độn làm ngân thảo lạc ấn ngưng tụ thành hình, cái kia một cái hỗn độn chi khí hiển nhiên là không dễ dàng như vậy hấp thu, lúc này đã hóa thành một giọt nước nhỏ màu ngá sữa, cứ như vậy tại đường tam hỗn độn làm ngân thảo bên trên lá cây nhấp nhô, một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên trên ở trên khuôn mặt của đường tam, bước đầu tiên đã thành công.